Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin hỏi thầy Thích Tịnh Hải một câu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, cha con bị ốm lặng, trí nhớ thì bị lẫn rồi, lúc nhớ lúc quên, không niệm Phật được. Con làm phận con không giúp gì được, chỉ có phát tâm niệm A Di Đà Phật. Vậy con niệm thay cho cha con có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tình thật xin thưa với chư vị, trên đời này không ai tu thế cho ai được hết. Con cũng không tu thế giùm cho cha, mà cha cũng không tu thế được cho con. Cha chỉ cho tiền con thấy cha yếu quá thì con kiếm chút tiền tới biếu cho cha, để mà cha ăn chút cháo chút bánh, giúp nhau về tiền bạc phước báu thì có thể được. Chứ còn cái công đức niệm Phật, cha mình phải niệm Phật. Chư vị ơi, trong cái tình trạng này là cha bị ốm nặng, trí nhớ có lúc nhớ lúc không, là đi vào tình trạng bị lẫn lẫn rồi đấy. Đây là cái trường hợp khó chứ không phải dễ đâu. Mong chư vị nếu thực sự là người con báo hiếu, chư vị có thể thay cho cha làm việc này nè, là phóng sanh lợi vật, làm bất cứ những việc thiện lành gì, hồi hướng công đức cho oán thân trai chủ của cha mình, hồi hướng công đức cho cha mình, cầu Phật lực gia trì cho cha mình. Rồi chư vị phát tâm niệm Phật cho mạnh lên. Vì cha mình mà mình niệm Phật thì xin thưa với chư vị là cha mình có thể hướng được 1/7 là nhiều chứ không có lớn đâu. Nhưng mà nếu 1/7 mà cái công đức của chị bị lớn thì 1/7 đó cũng lớn. Và luôn luôn cầu Phật lực gia trì, luôn luôn khuyên cha mình phát tâm niệm Phật. Nếu trong thời gian tu hành này mà chị bị làm nhiều việc công đức hồi hướng, nhiều khi cha mình tỉnh dậy, nhiều khi những cái nghiệp chướng của cha mình nó yếu đi, có thể giúp cho cha mình có một cái cơ duyên tỉnh lại và niệm Phật thì tuyệt vời vô cùng. Và xin thưa với chư vị, nếu mà trong gia đình có cái lòng thành, mời ban hộ niệm đến. Và xin hứa với Tịnh Hải là xin thưa với thầy, con mà mời ban hộ niệm đến, con sẵn sàng nghe từng điểm của ban hộ niệm hướng dẫn. Chư vị làm đi thì có nhiều hy vọng giúp cho cha mình tự nhiên tính lại và có thể phát tâm niệm Phật. Xin thưa thực là có những người mà bị nghiệp chướng ma chướng gì đó làm cho tâm thần bất an, trí nhớ nhiều lúc quên đi hoặc là lú lẫn đi, mà chịu nặng 10 mấy 20 năm trường. Nhưng mà nhờ cái lòng thành làm phước làm thiện của con cái trong gia đình, con cái cùng nhau phát tâm niệm Phật, lấy Phật vì cha mình mà niệm Phật lấy Phật, rồi đem công đức hồi hướng cho người cha, đem công đức hồi hướng cho ấn thân trái chủ. Và xin thưa thực với chị vị, cũng ứng dụng luôn cái phương pháp gọi là điều giải của pháp hộ niệm. Thì mong chư vị là nên liên lạc với ban hộ niệm để họ giúp cho chư vị cái phương pháp điều giải. Chắc chắn là mỗi lần tới như vậy ban hộ niệm cũng điều giải trước mặt chư vị luôn, chứ không có điều giải bí mật đâu. Mình lợi dụng cái đó cứ thành tâm mà làm, nhiều khi nhờ cái cơ duyên này mà giúp cho người cha mình tự nhiên tỉnh táo lại. Có đấy chư vị, khi mà tỉnh táo rồi chúng ta tiếp tục hộ niệm để mà cho người vãng sanh, có thể người cha mình vượt qua cái ách nạn mà đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói chung xin thưa với chư vị, tất cả đều ở chỗ là thành tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật, câu Phật hiệu thực sự bất khả tư nghị.
Chính tình ấy này đã từng trải qua nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Một người mê man bất tỉnh nhiều ngày nhiều tháng mà chỉ còn gia đình thành tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho ông thân trái chủ, gia đình thành tâm niệm Phật hồi hướng công đức cho cha mình, điều giải như cách như vậy mà một thời gian tự nhiên người cha người mẹ mình tỉnh dậy, rồi sau đó ban hộ niệm tiếp tục trợ niệm vô, tự nhiên người đó ra đi tốt lắm. Đây là cái hiện tượng được Phật lực gia trì để chư vị. Mong chư vị tin tưởng, chỉ có niềm tin mới có thể cứu được chỗ này. Nếu chư vị nửa tin nửa ngờ thì đành phải chấp nhận thương đau. Chứ bây giờ ban hộ niệm thực sự không có một cái thần lực nào giúp cho cha mẹ mình tỉnh lại. Và tình hải này cũng không có một cái năng lực nào mà để khai thị cho người cha mình tỉnh lại. Nhưng mà chỉ hướng dẫn cho chư vị lấy lòng thành lòng kính mà tu hành đi. Nhất là không được sát sanh hại vật, nhất là cạnh tranh ganh tị đấu tranh với đời chấp trước, buông đi chư vị. Rõ ràng nhìn thấy một người cha mình bị nạn như vậy là một bài pháp sống thực cho con đường tu hành của chư vị. Hãy cố gắng thành tâm đi để chư hộ pháp gia trì, cầu cho chư Phật gia hộ cho cha chư vị sớm ngày tỉnh lại để niệm Phật vãng sanh nha chư vị. A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để kể cảm niệm tri ân công đức của thầy Tịnh Hải. Dạ, không ngờ là pháp hộ niệm lại vi diệu đến mức độ như vậy. Nếu mà chúng ta thành tâm tin tưởng lắng nghe lời thầy Tịnh Hải chia sẻ và làm theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả. Dạ, kính mong gia đình thành tâm làm theo lời hướng dẫn của thầy. Dạ, câu hỏi tiếp theo chúng con xin gửi đến thầy Thích Đạo Thịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bố con năm nay đã 90 tuổi. Muốn phát tâm, mới phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con ủng hộ bố và muốn mời ban hộ niệm. Nhưng mẹ con rất phản đối. Bố con lặng tai, phải đeo máy trợ thính. Trường hợp bố con mất mà mẹ con không cho mời ban hộ niệm, chúng con đã học hộ niệm, sẽ làm hộ niệm cho bố. Vậy xin hỏi là lúc lâm chung bố con có được dùng máy trợ thính không ạ? Để chúng con nhắc nhở bố con niệm A-di-đà Phật và buông xả vạn duyên. Con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy. Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng ta biết là như thế để thấy rằng là cõi ta bà này quá khổ. Và như thời thầy Diệu Âm Tịnh Hải vừa khai thị đấy, cái nghiệp duyên chúng ta tạo trong vô lượng kiếp nó quá sâu nặng. Trên đời này nó chướng ngại chúng ta rất nhiều. Cả một đời mình chưa biết tu hành, năm nay cụ đã 90 tuổi mới phát tâm niệm Phật. Thì cái thời gian 90 năm trở về trước là chưa biết niệm Phật. Như vậy là trong tâm chúng ta quá nhiều những cái duyên tạp. Và chính cái duyên tạp này nó chiêu cảm đến cái quả hiện tại là người mẹ, có nghĩa là cũng là người vợ, đúng không? Nên chướng ngại cái việc niệm Phật cầu vãng sinh. Nếu như mà những người con khéo léo ấy, thì cố gắng động viên người mẹ của mình để cho người mẹ đồng ý cái việc mà mình niệm, mời ban hộ niệm để giúp cho bố mình, để cho ông có thể đời này được an toàn, được sự hộ niệm đúng lý đúng pháp của ban hộ niệm. Thì may ra cái thiện căn phúc đức nhân duyên từ nhiều đời kiếp của ông về trước nó dồn về đúng cái thời khắc lâm chung, thì ông cũng có được cái phúc phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
Còn về việc cái đeo cái tai trợ thính khi lâm chung ấy, thì Đạo Thầy nghĩ không cần thiết. Bởi vì khi ông còn sống ấy, thì nặng tai thì dùng được. Thì lúc đấy những người con cố gắng động viên cho ông, giữ vững cái lòng tin, thấy rõ được cái sự khổ ở cuộc đời, mà quyết chí cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Và ông chịu niệm Phật là thành công rồi. Đấy. Khi mà ông chịu nghe lời, chịu buông xuống cái cõi giả tạm này, chịu buông xuống cái tấm thân giả tạm này để đi về Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần ông quyết lòng như thế, thì vào thời khắc lâm chung nó sẽ xảy ra hai hiện tượng. Một, hai trường hợp nhé. Một là ông sẽ nhìn thấy A-di-đà Phật đến và ông sẽ theo A-di-đà Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi mới tắt hơi. Trường hợp này là trường hợp các ban hộ niệm, đi hộ niệm đã từng chứng kiến rất nhiều. Có những người bệnh là thấy Phật chào đại chúng ra đi. Trường hợp này quá tuyệt vời rồi. Còn sẽ có trường hợp thứ hai là trường hợp mà trong thân trung ấm. Có nghĩa là sao? Nghĩa là tắt hơi rồi, nhưng cái tâm thức, cái thần thức mà thế gian gọi là linh hồn, nó vẫn nằm trong cái thân xác này. Thì lúc ấy hoàn toàn cái việc cái tai này không chướng ngại đến cái tâm thức nữa, và cái mắt này cũng không chướng ngại đến tâm thức nữa. Mà lúc đấy là các cái căn nó thông suốt. Đấy. Thông suốt biết hết ạ. Bình thường chúng ta đang nghe đây ạ, là có cái lỗ tai này là nghe bằng phù trần căn, có nghĩa là cái căn mà chúng ta tạm hiểu nó là cái căn, căn của cái xác thân này. Chứ còn khi mà lâm chung tắt hơi rồi ấy, lúc đấy nghe không phải nghe bằng cái tai này nữa, mà nghe bằng tính nghe. Tính nghe mà trên kinh Lăng Nghiêm Phật dạy ấy, đấy, gọi là tịnh sắc căn, gọi là nghe bằng cái tính nghe. Để lấy ví dụ, Đạo Thành lấy ví dụ là khi chúng ta nghe đây là chúng ta đánh một tiếng chuông, chúng ta nghe keng một cái, thì hỏi chúng ta là có nghe không? Thì chúng ta bảo con có nghe. Thế nhưng khi không đánh chuông nữa, thì hỏi có nghe không? Thì chúng ta bảo không nghe gì. Không nghe gì đấy chính là cái tính nghe mà trên kinh Lăng Nghiêm Phật đã khai thị cho Ngài A Nan đấy. Đấy. Thì khi một người lâm chung sẽ nghe bằng cái tính nghe đấy và sẽ thấy bằng cái tính thấy đấy, chứ không phải thấy bằng cái mắt thường này nữa, mà không phải nghe bằng cái tai thường này nữa. Đấy. Thì trong cái trường hợp trung thân trung ấm như thế, thì chúng ta khai thị, nhắc nhở, khuyến tấn mà người lâm chung mà buông xuống được cái tâm thức đấy, mà buông hết được xuống tất cả các duyên khác, mà chỉ nhớ câu A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, thì trong thời khắc một niệm duy nhất đấy thôi, là chúng ta lên hoa sen theo A-di-đà Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế thì để chúng ta biết như thế, cho nên thôi người con cố gắng nhé. Các người con biết tu rồi, biết hộ niệm rồi, thấy cha mẹ mình thương lắm. Chính cái điều này là cái điều mà Thầy Dư Âm Tịnh Hải làm tấm gương cho chúng ta đấy. Khi mà Thầy biết tu hành, Thầy thương cha mẹ, thì bắt đầu cầm bút viết những lá thư cho cha mẹ. Mà cũng từ cái nhân duyên đấy, hôm nay chúng ta có được một cái pháp môn tu, có được một cái phương pháp để giúp đỡ cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng ta đời này có thể tin tưởng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đồng thời chính bản thân chúng ta cũng hưởng được lợi ích. Nếu như mỗi chúng ta tin tưởng và niệm Phật, thì những người con hãy phát cái tâm vì cha mẹ mình mà niệm Phật, vì chính mình mà niệm Phật, thậm chí vì tổ tiên ông bà cha mẹ trong vô lượng đời kiếp qua mà niệm Phật, vì oán thân trái chủ đời đời kiếp kiếp chúng ta đã tổn hại họ mà niệm Phật. Thì với cái tâm này, chúng ta đem tất cả cái công đức đấy phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc và hồi hướng cho bố mình có thể minh mẫn ra, có thể sáng suốt ra. Thậm chí nhá, Đạo Thành đã từng nghe các cư sĩ đi hộ niệm nói rằng có những người
bình thường bị điếc nặng tai, nhưng trước giờ lâm chung lại nghe rõ, rất rõ ràng. Hình như thầy nhớ không nhầm, trong một tọa đàm nào đó thầy Dụ Âm Tinh Hải có nhắc đến, đúng không ạ? Trước giờ lâm chung là nghe rõ sáng suốt. Đây là cái minh chứng sự gia trì hộ niệm của Phật Bồ Tát Thiên Long Hộ Pháp nữa đấy ạ. Đồng thời nó là cái thiện căn phúc đức nhân duyên của chính cái người đấy, nó dồn về đúng cái lúc lâm chung. Nhân đây đạo thiện cũng chia sẻ với đại chúng, chúng ta nên nhớ rằng đừng có thấy một người làm ác mà chúng ta xem thường họ. Bởi vì biết đâu đến giờ lâm chung thiện căn phúc đức từ vô lượng kiếp nó dồn về đúng giờ lâm chung, họ gặp thiện tri thức nhắc nhở, khai thị, khuyến tấn, động viên, họ phát khởi tín tâm niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, giống như Trương Thiện Hòa. Còn nếu như chúng ta thấy một người thiện lành, chúng ta cũng đừng có vội nghĩ rằng người đấy ngon lành, chưa chắc. Những trưởng ban gần đây mất phần vãng sinh đấy, những trưởng ban hộ niệm đấy. Cho nên tất cả người không vãng sinh cũng là tấm gương cho chúng ta học, mà người đã vãng sinh cũng là tấm gương để chúng ta học, để chúng ta quyết lòng. Đời này mỗi chúng ta nhớ, làm gì thì làm, quan trọng nhất là chính mình phải vãng sinh. Cái điều này Đạo Thịnh được nghe cư sĩ Phúc Trí chia sẻ rất là thấu đáo. Có nghĩa làm gì chăng nữa, hộ niệm cho bao nhiêu người vãng sinh chăng nữa, mà đến lượt mình không vãng sinh là thất bại đấy. Để mong cho những người còn cố gắng nhá, cố gắng đem cái tâm này, cái tâm tha thiết niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để mà hồi hướng cho bố mình, để bố mình quyết lòng khởi dậy được cái tín tâm, nguyện tâm để ông quyết lòng niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cũng đồng thời hồi hướng cho mẹ mình, để biết đâu mẹ mình chuyển cái tâm và hóa giải được cái nghiệp giữa mẹ và bố ấy, thì mẹ không cản trở bố nữa. Một ngày nào đấy mẹ lại vui vẻ cho con, cho các con mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho bố là mình thành công rồi nhá. A Di Đà Phật ạ. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Thích Đạo Thịnh. Xin chư vị hãy lắng nghe những chư vị nào có câu hỏi, và chư vị nào có cái trường hợp mà chúng ta tương tự như vậy thì chúng ta đều có thể áp dụng được pháp hộ niệm rất là vi diệu, rất là cụ thể và chính xác. Nếu mà chúng ta trân quý, nghiên cứu, lắng nghe, làm theo, chắc chắn là chúng ta có tiện lợi.